Ngày 19 tháng 2, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, trong quá trình mở rộng vụ án hình sự trốn thuế, mua bán trái phép hóa đơn chứng từ xảy ra tại tỉnh Quảng Ninh và Hải Phòng, ngày 18 tháng 2, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã tạm giữ ông Đỗ Hữu Ca, nguyên Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng để xác minh làm rõ một số vấn đề liên quan trong vụ án trên. Ông Đỗ Hữu Ca, sinh ngày 23 tháng 11 năm 1958, quê ở xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, Đại học An ninh, Đại học Ngoại thương, Đại học Báo chí, Đại học Luật. Ông Ca vào ngành công an từ năm 1975. Ông Ca từng nhiều năm công tác tại công an thành phố Hải Phòng, trải qua các chức vụ phó rồi trưởng phòng tham mưu công an thành phố Hải Phòng. Từ tháng 5 năm 2003 đến tháng 6 năm 2010, ông là đại tá, phó giám đốc công an thành phố, thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hải Phòng. Giai đoạn 2010 đến năm 2013, ông là giám đốc công an thành phố Hải Phòng. Ngày 19 tháng 2, lãnh đạo công an huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã triệu tập vợ chồng ông Trương Đình Nhạc, trú thôn 1, xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa để làm việc liên quan đến việc ông này đánh gãy tay nhân viên giao hàng. Tại cơ quan công an, ông Trương Đình Nhạc thừa nhận hành vi đánh anh LAD, 24 tuổi, trú huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi. Trước đó vào khoảng 11 giờ ngày 17 tháng 2, anh D đến nhà ông Nhạc để giao hàng là hai cây hoa đỗ quyên với phí 230.000 đồng, nhưng ông Nhạc không chịu nhận hàng. Anh D nói nếu không nhận hàng thì phải trả phí giao hàng để hoàn hàng lại cho cửa hàng. Lời qua tiếng lại, ông Nhạc đấm đá vào người anh Đê và dùng bình hoa đập vào đầu anh. Sau đó vợ ông Nhạc chạy ra kéo cửa cổng nhà, rồi hai vợ chồng dùng cây tuyếp sắt và ghế inox thay nhau đánh anh Đê. Chiều ngày 17 tháng 2, anh Đê được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương, sau đó chuyển tiếp ra Bệnh viện Quân y 17 tại Đà Nẵng. Các bác sĩ kết luận, anh Đê bị gãy đầu dưới thân xương trụ phải, gãy hai vị trí, gãy lồi cầu xương cánh tay trái và mõm khuỷu xương trụ trái, gãy 3 vị trí. Đến chiều ngày 18 tháng 2, thân nhân của anh Đê cho biết sức khỏe anh đã dần ổn định. Đến ngày 22 tháng 2, các bác sĩ sẽ mổ cố định hai cánh tay bị gãy. Hoàn cảnh anh Đê khó khăn, ba thường xuyên đau ốm, mẹ đi làm phụ hồ nên thu nhập cũng bấp bênh. Ngày 19 tháng 2, thông tin từ Ủy ban Nhân dân thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau cho biết, các cơ quan chuyên môn đang lên phương án cưỡng chế căn biệt thự của gia đình ông Hồ An Tập, ngụ ấp 6, xã Tân Thành, thành phố Cà Mau, vì xây dựng trái phép. Việc cưỡng chế sẽ tiến hành nếu gia đình ông Tập không chấp hành. Ủy ban Nhân dân thành phố Cà Mau cũng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 22,5 triệu đồng đối với ông Hồ An Tập về hành vi vi phạm hành chính chuyển đổi đất nuôi trồng thủy sản sang đất phi nông nghiệp tại khu vực nông thôn không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. Ngày 18 tháng 2, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học Nguyễn Thu Thủy, Bộ Giáo dục Đào tạo cho biết, kỳ tuyển sinh năm nay cơ bản giữ ổn định như năm 2022, quy chế tuyển sinh áp dụng như đã ban hành năm 2022. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông cũng giữ ổn định cách thức tổ chức như năm 2022. Điểm mới của năm nay là sẽ tổ chức thi sớm hơn so với năm 2022, dự kiến vào tuần cuối tháng 6 thay vì vào tháng 7 như các năm trước. Nguyên nhân, hai năm qua do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên lịch thi diễn ra vào tháng 7, còn năm nay kỳ thi được tổ chức sớm hơn. Đồng thời, lịch tuyển sinh của các trường đại học cũng được đẩy lên sớm hơn để trong tháng 9 sinh viên có thể nhập học. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa tiến hành khởi tố vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng liên quan đến dấu hiệu sai phạm trong mua sắm thiết bị giáo dục tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh xảy ra trong giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2019. Theo đó, giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2019, Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh thực hiện 17 gói thầu mua sắm thiết bị dạy và học, tổng giá trị hợp đồng là hơn 250,5 tỷ đồng. Qua mua sắm tập trung 15 gói thầu, tổng giá trị hợp đồng hơn 240,7 tỷ đồng. Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh tự mua sắm 2 gói thầu, tổng giá trị hợp đồng hơn 9,7 tỷ đồng. Năm 2020 đã triển khai đăng ký nhu cầu, đấu thầu, ký thỏa thuận khung 2 gói thầu, nhưng do ảnh hưởng dịch Covid-19 nên không triển khai ký hợp đồng mua sắm. Tại kết luận thanh tra, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh giao Sở Giáo dục Đào tạo, Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài chính công Hà Tĩnh và các tổ chức có liên quan nghiêm túc kiểm điểm,
có hình thức xử lý phù hợp với các tổ chức cá nhân để xảy ra sai phạm, yêu cầu Sở Giáo dục Đào tạo đôn đốc thu hồi nộp ngân sách nhà nước hơn 1,4 tỷ đồng từ công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị giáo dục và đồ chơi Phương Anh và một số công ty khác.